Con xin kính nhờ ban tổ chức chuyển giúp con tới camera tiếp theo là camera của Thầy Thích Hạnh Phú. Và xin camera Đoàn Dương Pháp Danh Diệu Thịnh chuẩn bị. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy Diệu Âm Tịnh Hải, con hiện tại đang tu niệm Phật và phát tâm đi hộ niệm. Con đang chạy trường cũng ngũ tăng, nhưng con đang ở chung với con với cháu, mà con cháu thì ăn mặn, ăn ngũ tăng và thậm chí còn bán ngũ tăng nữa. Vậy thì con đi hộ niệm có ảnh hưởng đến cho người bệnh và người lâm chung hay không ạ? Và cuối đời con có được thuận lợi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không ạ? Xin Thầy Diệu Âm Tịnh Hải cho con lời khuyên. Con thành kính xin Thầy Diệu Âm Tịnh Hải. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Điểm thứ nhất, mình niệm Phật, mình hộ niệm, mình ăn chay trường, mình kiên cử ngũ tăng là hoàn hồ rồi. Còn cái nên khuyên chúng ăn chay, khuyên chúng kiên cử ngũ tăng. Nếu chúng không kiên cử thì chúng khó có phần vãng sanh, chứ không phải mình khó có phần vãng sanh. Tuy nhiên con cái trong nhà nếu mà biết nghe lời, con ăn ngũ tăng thì lúc mà mẹ nằm xuống đấy, con ráng cố nhìn đi một chút để vì cái lòng thành của mình mà giúp cho mẹ hộ niệm. Nhất là khi trong giai đoạn hộ niệm thì con cái đừng nên dùng chất ngũ tăng trong nhà để mà giúp cho mẹ vượt qua cảnh khổ này, thì đây là cái người con có hiếu. Chứ nếu mà chất chứa ngũ tăng trong nhà nhiều quá mà rồi khi mà hộ niệm còn nấu nướng cái mùi ngũ tăng bay lên, sợ rằng sẽ ảnh hưởng nặng nề đến mình. Cho nên khuyên, cố gắng là thành tâm khuyên con cái nên kiên cử đi là tốt. Nếu con cái buôn bán đi ở ngoài thì ở ngoài nó làm sao làm không sao cả, nhưng ở trong lúc mà người ta hộ niệm thì không nên làm những cái mùi ngũ tăng bay lên, thường thường nó trở ngại vô cùng. Cuối đời mình được vãng sanh hay không thì vẫn là trong những cái vấn đề này, là gặp trong những trường hợp khó khăn éo le này mà mình quyết chí thành tâm niệm Phật, cầu Phật gia trì, cái tâm thành của chư vị cũng có thể vượt qua ách nạn này mà đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nên nhớ cái lòng thành của mình được chư hộ pháp bảo vệ, các ngài ứng dụng vào cái tâm chứ không phải ứng dụng vào cái hoàn cảnh xung quanh. Nếu mà mình thấy con cái mình ăn ngũ tăng, ăn không ăn chay như vậy mà mình buồn, mình bực, mình rầu, mình để thì chính cái buồn, bực, rầu, để này nó ảnh hưởng rất nặng nề tới cái việc vãng sanh của mình. Mà nếu như vậy mình thành tâm, mình hoan hỷ, mình báo với ban hộ niệm biết, nhiều khi ban hộ niệm người ta tìm cách. Ví dụ như ở nhà bác thì cái mùi ngũ tăng nhiều quá, có thể mình tới đạo tràng mình niệm Phật, mình hộ vãng sanh. Khuyên con cái cố gắng là nghe lời mẹ, buông bỏ cái ngũ tăng đi. Và nhất là không ăn chay thì khuyên con cái là không được sát sanh. Chứ như vị nhớ là ăn thịt khác còn sát sanh khác. Sát sanh là tự tay mình giết chết con vật. Còn ăn thịt thì mình nó có thể dùng những cái thịt mà gọi là tam tịnh nhục, tức là tất cả những cái mắm muối cá thịt mà người ta làm sẵn ngoài chợ rồi, nó thuộc về tam tịnh nhục, nó đỡ phần nào. Còn cái ngũ tăng thì nó nặng hơn. Đối với những người muốn vãng sanh thì cái ngũ tăng rất là nặng. Mong cho vị cố gắng là khuyên con cái buông đi, bỏ đi, để cho chúng sau cùng cũng được hộ niệm vãng sanh. Nếu những người nào ương ngạnh cứ quyết dùng cái đó thì sau cùng chính nó cũng không được vãng sanh. Rất khó đấy nha chư vị nha. À, gì đà Phật. Diệu Phật, con kính bạch thầy là trong phần này thì bác thì có muốn hỏi nữa là nếu như mà bác thì không sử dụng ngũ tân và đã ăn chay trường, con cái dùng như vậy thì bác thì có được đi hộ niệm hay không ạ? Tức là đi hộ niệm có bị ảnh hưởng gì hay không ạ? Xin thầy từ bi chỉ. Đúng rồi, nếu mà bác không ăn chay thì bác đi hộ niệm tốt lắm, không sao hết. Bác không ăn ngũ tân, con cái ăn ngũ tân nhưng mà bác không ăn, bác đi hộ niệm rất tốt, bác không có gì trở ngại. Và sau cùng là bác phản sanh là bác phải cố gắng là lòng thành của mình, để sau cùng bác vẫn niệm được câu A Di Đà Phật, bác nguyện vãng sanh thì chính bác cũng được vãng sanh luôn nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, chúng con thành kính tri ân thầy ạ.